Giờ như một tô Thái, một xin chào tất cả các bác nhá. Cũng 11 giờ đêm rồi các bác ạ. Thì ban ngày là em hàng của em cũng khá là vội. Đấy, cho nên là đa số em lên video vào cái thời điểm 11 giờ đêm này thôi. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên thêm một cái dòng dao nhíp xe mới các bác nhá. Tất nhiên là cái mẫu dao nhíp xe đợt vừa rồi là em đã nâng cấp lên cắn kẹp rồi. Thế nhưng mà trong cái thời gian bán hàng thì có nhiều bác là đã dùng quen cái dòng cán tròn này rồi. Để nếu mà thay ra cán kẹp thì nó cũng cả là một, nó là một cái sự bỡ ngỡ, nó ban đầu nó hơi khó thích nghi. Nên chính vì vậy là do khách hàng, có rất nhiều khách hàng vẫn muốn là cái dòng cán tròn này, nên là em đã lên lại cái dòng cán tròn này các bác nhé. Đấy, cán kẹp thì đã nói là chặt và độ đầm độ chắc của nó thì là tuyệt vời rồi. Vì em là chuyên sâu về dao nhà bếp, cái quan trọng nhất là độ sắc bén, chất lượng, đấy, độ bền rồi mới đến đẹp các bác nhé. Nên chính vì vậy là bán hàng là dâu trăm họ đấy, em thì vẫn đi sâu về độ sắc bén, chất lượng và độ bền. Còn các bác thích các mẫu mã khác hoặc là các bác muốn những cái mẫu mã cán tròn này thì em lại tiếp tục lên những cái dòng cán tròn này để đáp ứng cho những cái bác nào có nhu cầu dùng cái cán tròn này các bác nhé. Đấy, thực tế thì cái cán tròn này cầm thì nó cũng khá là, nếu mà lâu ngày không sờ đến thì cầm nó cũng cả cũng rất chi là thoải mái các bác nhé. Đấy, thế nhưng mà tùy đấy, có nhiều bác lại thích dòng cán kẹp hơn đấy, cho nên là em là người bán hàng thì em vẫn phải là phục vụ các bác, chứ còn em cũng không phải là người dùng dao, em làm ra dao để bán cho các bác dùng thôi, chứ còn chủ yếu là các bác dùng nên là em sẽ làm theo ý của các bác đấy. Và thời gian vừa rồi em lên khá là nhiều những cái dòng dao thép ống khoan dầu Nhật các bác nhé. Vì 2-3 năm trở lại đây thì em làm cái dòng thép ống khoan dầu Nhật này thì cái phản hồi khách hàng khá là tốt. Nên chính vì vậy là đã sản xuất ra rồi thì phải sản xuất rất nhiều mẫu mã. Đấy, có những bác là thích dao lọc, dao thái, rồi dao chặt làm cá sashimi, dao này, dao kia, dao VIP, rồi đẹp thế này thế kia. Nên là thời gian vừa rồi em đã lên khá nhiều mẫu những cái dòng dao thép ống khoan dầu Nhật bên em rồi. Đấy, vì chất lượng khá tốt nên có rất nhiều bác đặt. Đây nha các bác nhá. Đấy, hàng của em là đang bó dở đây. Đấy, kia khách sỉ và đại lý các bác nhé. Thế nhưng mà ngược trở lại, bên em bán hàng thì đa số là phải chọn những cái dòng thép nó tốt, nó chất lượng thì em mới bán. Nên chính vì vậy dòng thép ống khoan dầu tốt và sạch sẽ và không ăn gì thì nó là chắc chắn rồi. Còn cái dòng dao nhíp xe này thì em vẫn khẳng định các bác là cái thương hiệu của em đi lên từ cái dòng dao nhíp xe này. Đấy, cho nên là sẽ không bao giờ em loại bỏ cái dòng dao nhíp xe này nhá. Vẫn là luôn luôn bán cái dòng dao nhíp xe này. Đấy, em sẽ song song cả hai loại này. Chứ không phải là thép ống khoan dầu, cứ làm thép ống khoan dầu Nhật mãi các bác nhá. Vì khách hàng thì có mỗi người một tính, muôn hình muôn vẻ. Đấy, có bác thích thế này, có bác thích thế kia. Cho nên là em sẽ làm song song hai cái dòng này nhá. Vì cái thương hiệu của em là thương hiệu chính của em là dòng dao nhíp, nhưng chính vì vậy là vừa rồi em thêm cái dòng dao thép ống khoan dầu Nhật thì khách hàng phản hồi rất tốt. Đấy, nên em mới là tăng cường sản xuất những cái dòng thép ống khoan dầu Nhật đấy, để nhất là cập nhật kịp cái xu thế khách hàng thích sạch sẽ. Đấy, chứ còn cái dòng dao nhíp này thì nó có một cái ưu điểm đấy là nó rất trâu bò, giá nó bình dân. Đấy, độ sắc bén của nó cũng rất tốt. Đấy các bác nhá. Mỗi tội là cái ưu điểm của nó là nếu mà các bác dùng gia đình dùng ít thì nó sẽ bị úa. Thì khi các bác dùng ít nó bị úa, nó sẽ có tanh hoặc là có một cái mùi hơi tanh của sắt thì nó sẽ không hay lắm. Còn bác nào mà dùng dao nhíp này nếu mà biết bảo quản thì là rất ok. Còn nếu mà quán ăn nhà hàng dùng nhiều thì đấy thì nó sẽ bóng hơn. Em cũng đã nói rất nhiều cái video trước rồi. Ok, cũng không linh tinh liên thuyên nữa, nó cũng khá muộn rồi nên là em làm nốt video, làm video nó nhanh một chút để em lại bó hàng, vì đợt này dịch bệnh là có rất nhiều nơi bị phong tỏa không gửi được hàng nữa, nên có rất nhiều bác là đang cần hàng gấp nên em bắt buộc phải tăng tốc để kịp cho các bác, nhỡ đâu là gửi hàng đi đến nửa đường là chỗ các bác bị phong tỏa cái là nó rất mất việc, vừa mất việc cả em vừa mất việc cả các bác. Đấy, cho nên là cái video lần sau em sẽ có những cái vấn đề gì em sẽ chia sẻ hoặc là nói nhiều hơn về cái vấn đề dao các bác nhé. Còn hôm nay bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái thông số và cái công dụng của con dao này các bác nhé. Thì con dao này nó là con dao phở chặt gà ngăn vịt các bác nhé. Chính thức cái mẫu mã này ngày trước cái hồi thanh niên, lúc đấy là em làm nghề bố em. Đấy, nhưng về sau thì bố bảo là bây giờ
làm nghề nó vất vả này, thì hay con đi nước ngoài, thì em nghe bố em thì em đi nước ngoài vài năm, xong về sau thì em về Việt Nam. Về Việt Nam thì cũng đi hết làm hết cái này cái kia để thoát khỏi cái lao động chân tay này. Thế nhưng mà con người sinh ra số phận, mỗi người có một số phận rồi. Đó, như là em lại quay về làm nghề từ năm từ hồi bé em đã làm với bố em rồi, xong đi nước ngoài vài năm, xong đi về em lại làm giao đến tận bây giờ. Đấy, là hơn 20 năm rồi các bác nhé. Đấy. Thế là chính vì vậy là cái con dao này ngày trước em đi nước ngoài thì em không phải nói phép, vô tình thì công ty nó ít việc, em bỏ trốn ra ngoài làm đúng vào một cái quán vịt quay đấy. Thì thời gian này thì em thấy là đợt trước là em làm trong quán vịt quay đấy, thì em nói với thằng chủ là nhà tao làm dao nên là cứ sáng sớm ra là cứ đến làm, phát chưa làm cái gì phát là thằng chủ nó lôi bắt em lôi viên đá ra mài dao đó. Cho nên là từ đấy mình là người chuyên làm dao nên là mài dao sắc, cái thứ hai là nó không phải mài nó thích đấy. Nói thì không phải khoe đâu, thế nhưng mà thế là mình làm nghề nên là mình biết mài, nên là ông chủ là cứ bắt mình mài thôi đấy. Nên là chính vì vậy cái mẫu này em khẳng định các bác nó là mẫu của Đài Loan đấy. Thì bên Việt Nam thì em nói đơn giản cho các bác, đây là cái dao phở vuông cán tròn như thế cho nó dễ. Còn nếu mà nói về dao Đài Loan nhiều bác cứ tưởng dao Trung Quốc, không phải đâu các bác, Đài Loan với Trung Quốc nó là khác nhá. Đấy, Đài Loan nó là một cái hòn đảo, nó tách ra rất lâu rồi. Ngày trước là nó do nước các nước Hàn Quốc mới lại cái nước nào nước cai trị thống trị, xong rồi nó phát triển. Xong bây giờ Trung Quốc muốn thu hồi lại, muốn thu Đài Loan về Trung Quốc, nhưng Đài Loan người ta không nghe. Đài Loan là một cái đất nước, em khẳng định các bác nào đi rồi thì các bác sẽ nghĩ về, nói lao động thì ở đâu cũng vất vả rồi, còn con người đấy, hoặc là cái môi trường sống, hoặc là cái độ an toàn an ninh, hoặc là kỷ luật các thứ là nó là như người Nhật luôn đấy. Người Đài Loan người ta rất rất chi là kỷ luật luôn, rất chi là nghiêm nghiêm khắc mọi trong mọi vấn đề các bác nhé. Đấy, nên chính vì vậy là cái video này tiện em cũng nói luôn, ngày trước em cứ đi nước ngoài đấy, cũng mài dao suốt cho một cái quán vịt quay của một cái ông chủ đấy. Đấy, nên là tiện em nhớ ra thì nay em lên cái mẫu này đấy. Chứ còn Hồng Kông thì cũng có cái mẫu như thế này các bác nhé. Thôi chia sẻ thế thôi, bây giờ em đi về thông số con dao này nhé các bác nhé. Cái đầu của nó là rộng 10.5 này, và cổ của nó chỉ rộng 9 thôi các bác. Đấy, đầu nó sẽ lê ra. Và lưỡi của nó là dài 21, cán của nó là dài 13. Các bác nhá, sống là dày 4 ly. Con dao này nó khá ngắn nên là em sẽ không đánh quá mỏng ra về đằng trước. Thay vì thế thì em sẽ đánh từ sống đánh mỏng xuống. Vì con dao này nó ngắn, nếu mà chỗ này nó mỏng quá thì thành sẽ bay đầu dao, nó sẽ liếng dao, sợ các bác chặt nó sẽ không đầm. Đấy, nên là con dao này em sẽ đánh sẽ không đuổi đuôi chuột mới các bác nhá. Đấy, vì nó ngắn. Đấy, nên là em muốn dồn thép vào phần sống này và mỏng dần phần lưỡi để cho con dao nó vừa vừa chắc mà vẫn giữ được cái tối ưu của con dao các bác nhé. Và trọng lượng con này nó nặng từ 600 đến 650 g, 620 g, 630 g, 650 g. Đấy, có nghĩa là từ 600 g đến 650 g, không có nhẹ hơn và cũng không có nặng hơn các bác nhé. Đấy, nên là bác nào mua hàng muốn nó đầm một chút hoặc muốn nhẹ một chút thì cứ nói với em. Và cái mã dao này, bên em dao nhíp mấy loại dao thép ống hòn dầu Nhật của em thì là nói về những cái dòng dao phở chặt gà ăn vịt này thì quá nhiều mẫu mã rồi đó, cho nên là thay vì con này giá này con này giá kia, nên là dao nhíp của em từ dao chặt xương lợn cho đến dao chặt gà ăn vịt đấy, dao thái thì giá sẽ rẻ hơn, còn từ dao chặt xương lợn đến dao chặt gà ăn vịt là đồng giá hết, là 250.000 nhá. Ngày trước là khâu inox vẫn là 250.000, đến bây giờ em nâng cấp lên khâu đồng. Đấy, khâu đồng dày 1 ly các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không, cực dày đấy, mà em vẫn bán 250.000 thôi. Đấy, vì đồng giá cho nó dễ, không cả đến lúc nhiều giá quá nó lẫn lộn. Thực tế là nếu mà thêm cái khâu đồng này phải thêm 20.000 nữa, nhưng mà thôi các bác, em bán chủ yếu là để cho nó đồng giá cho các bác đấy, nếu mà lại thêm khâu đồng lấy thêm tiền thì nó không hay. Và đây cái cán này nó vẫn là cái cán em rất chuộng nhá các bác nhá. Đấy, vì em là chuyên gia là bếp, em cần độ sắc bén, độ bền bỉ và chắc chắn. Cái dòng cán gỗ hương đá này nó cực cứng, cực bết, cực dai nhá các bác nhá. Và cái cán này em đã siết thêm 3 điểm, mỗi điểm là 3 siết. Đây, để trong quá trình các bác sử dụng nếu mà dính dầu mỡ thì không bao giờ lo trơn trượt các bác nhé. Và cán này em sẽ không làm bóng các bác nhé, em vẫn phun một lớp sơn bảo quản ở đây đấy, thế nhưng mà không phun bóng các bác nhé. Cầm rất dít tay, 600 đến 650 g. Và cán các bác nhé, em đã
tra thông từ đầu đến đuôi cán luôn, quật đằng sau đấy, và chỗ này chỗ nào hở là em gắn keo bịt hết vào rồi. Và chỗ đuôi này cũng thế, em cũng gắn một ít keo ở đây để nước không bao giờ vào được trong cái cán này, còn cái cán này nó sẽ rất bền các bác nhá. Và cái mã dao này em vẫn bán là 250.000 thôi các bác, đã bao ship cho các bác rồi, nhận hàng các bác kiểm tra hàng, test thử hàng luôn cho em. Con dao này chuyên chặt gà ngan vịt và thái và chặt sườn mềm các bác nhé, không chặt xương ống lợn, không chặt xương bò đấy. Thời gian 1-2 năm đây thì nếu mà lò mổ hoặc là những cái chỗ người ta làm quán ăn nhà hàng á, người ta mà dùng đến dao chặt xương bò đa số là người ta chuyển sang cưa hết rồi, nên là đấy các bác thấy trên kênh của em là em không bán dao chặt xương bò nữa, chỉ dao chặt xương lợn trở về thôi đấy. Cho nên là tại sao là có rất nhiều bác hỏi là tại sao anh có rất nhiều những cái mẫu mã dao phở chặt gà ngan vịt, kể cả dòng thép ống quan dầu Nhật hoặc là cái dòng dao nhíp này. Tại vì cái dòng chặt gà này nó vẫn là phổ thông mà nó vẫn là nhiều người sử dụng nhất, nên là em phải tăng cường mẫu mã thật đa dạng để cho phù hợp với tất cả những khách hàng, từ cong thẳng, dài, ngắn, rộng, rồi là nặng nhẹ đều có hết nhá các bác nhá. Ok, em cũng thời gian bây giờ cũng muộn rồi, nên là em xin kết thúc video ở đây. Đấy, bác nào đặt hàng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0983105183 hoặc là trực tiếp up Zalo với số điện thoại trên. Em sẽ tư vấn thêm và tư vấn tỉ mỉ về cái mẫu dao mà các bác muốn mua và các bác muốn chọn. Và trong cái thời điểm dịch bệnh khá là căng thẳng như thế này, chỗ nào mà các bác bị phong tỏa thì các bác sẽ không đặt hàng được, và chỗ nào các bác bị giãn cách xã hội thì các bác vẫn đặt hàng được nhá, em vẫn gửi cho các bác được. Và trong cái mùa dịch này thì các bác là nên chấp hành tốt những quy định của nhà nước, những của Bộ Y tế, là nếu mà chỗ nào các bác mà có người nhiễm Covid thì các bác hạn chế ra ngoài đường, trừ những cái trường hợp cần thiết, nhất là vừa giữ sức khỏe cho mình vừa giữ sức khỏe cho cộng đồng đấy, thì để nhanh đẩy lùi cái dịch bệnh này đi để cho cái cuộc sống nó trở lại bình thường đấy. Ok, còn bác nào mà đã theo dõi em hoặc là xem video mà yêu quý kênh bên em thì các bác cho em xin một lượt đăng ký để khi nào em ra những cái mẫu mã mới thì các bác sẽ cập nhật được các bác nhé. Và ok, cũng em xin kết thúc video ở đây. Video lần sau có gì em sẽ chia sẻ dài một chút, hôm nay thì nó hơi muộn rồi nên em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở video lần sau.